tất cả các bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục giá vàng, giá ngoại tệ và giá Bitcoin. Và chuyên mục này sẽ được cập nhật vào lúc 7 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Và ngay sau đây là bản tin chi tiết của ngày hôm nay. Giá vàng hôm nay ngày 17 tháng 2 năm 2021 giảm xuống gần 2% dưới ngưỡng 1.800 USD trên 1 ounce. Trên thị trường thế giới, giá vàng tiếp tục giảm trong phiên giao dịch sáng nay khi giảm tới 1,7% trong phiên hôm trước vì lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh. Giá vàng thế giới xuống thấp nhất trong hơn một tuần. Trong phiên giao dịch vào sáng ngày 17 tháng 2, giá vàng giao ngay giảm xuống 0,2% xuống còn 1.778 USD trên 1 ounce. Giá vàng giao tháng 4 cũng giảm xuống 0,37% xuống còn 1.786 USD trên 1 ounce. Giá vàng giảm mạnh tới 1,7% trong phiên giao dịch ngày thứ 3, xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần vì lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng. Đợt giảm đã khiến giá vàng trượt xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 1.800 USD trên 1 ounce. Trước đó, theo dự báo, giá vàng sẽ giảm xuống dưới mức 1.800 USD trên 1 ounce vào cuối năm nay. Việc các chỉ số chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ lạc quan xoay quanh gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ của Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng gây áp lực lên giá vàng. Trong khi đó, giá bạch kim giảm mạnh 2,9% trong phiên giao dịch ngày hôm qua, xuống còn 1.265,3 USD trên 1 ounce sau khi lên đỉnh cao nhất từ tháng 9 năm 2014. Theo chiến lược gia hàng hóa, đợt giảm mạnh này là do hành động chốt lời của một số nhà đầu tư sau đợt tăng mạnh mẽ nhờ dự đoán nhu cầu bạch kim tăng. Bạch kim được sử dụng trong bộ chuyển đổi xúc tác ô tô để hạn chế khí thải đã tăng khoảng 20% trong năm nay nhờ kỳ vọng vào sự phục hồi của thị trường ô tô và sự thúc đẩy về năng lượng sạch hơn làm gia tăng nhu cầu. Về mặt kỹ thuật, chỉ số sức mạnh tương đối trong 14 ngày của bạch kim đang ở vùng giá quá mua. Điều này giống lên hồi chuông cảnh báo. Các chuyên gia cho biết, thị trường kim loại giá bạc giao ngay giảm 1,1% xuống còn 27,29 USD trên 1 ounce, trong khi giá palladium tăng 0,1% lên 2.391 USD trên 1 ounce sau khi chạm đỉnh một tháng ở mức 2.425 USD trên 1 ounce. Và ngay sau đây là bản cập nhật giá vàng trong nước vào lúc 18:30 ngày 17 tháng 2 năm 2021. Mời các bạn cùng tham khảo. Vàng SJC tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh được niêm yết với giá là 56,75 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,37 triệu đồng trên một lượng. AJC được niêm yết với giá là 56,05 đến 56,45 triệu đồng trên một lượng. Vàng Doji được niêm yết với giá là 56,6 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,3 triệu đồng trên một lượng. Vàng BNJ được niêm yết với giá là 56,75 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,35 triệu đồng trên một lượng. Của công ty Bảo Tính Minh Châu được niêm yết với giá là 55,52 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,22 triệu đồng trên một lượng. Vàng SBG được niêm yết với giá là 54,38 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 54,58 triệu đồng trên một lượng. Dự báo giá vàng ngày 18 tháng 2 năm 2021 đa giảm vẫn đeo bám. Trên thị trường thế giới, giá vàng tiếp tục giảm trong phiên giao dịch chiều tối nay và sau khi khởi động một tuần khá ảm đạm vì thị trường Mỹ và Trung Quốc nghỉ lễ. Dự báo giá vàng ngày 18 tháng 2 trong phiên giao dịch chiều tối ngày 17 tháng 2, giá vàng giao ngay giảm xuống 0,05%, xuống còn 1.817 USD trên 1 ounce vào lúc 18 giờ theo giờ Việt Nam. Giá vàng giao tháng 4 cũng giảm xuống 0,34% xuống còn 1.816,9 USD trên 1 ounce. Giá vàng giảm trong phiên giao dịch chiều và tối bất chấp sự sụt giảm của đồng USD vì lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng. Tại thời điểm khảo sát, chỉ số USD Index thước đo giá trị đồng bạc xanh so với các đồng tiền ngoại tệ chủ chốt khác giảm 0,36% xuống còn 90,1 điểm. Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã tăng lên cao nhất kể từ tháng 3 năm 2020 và chứng khoán toàn cầu cũng tiếp đà tăng kể từ thứ Năm ngày 11 tháng 2 tuần trước. Lạc quan về sự phục hồi nhanh chóng của nền kinh tế từ đại dịch COVID-19 và dự báo về việc lãi suất duy trì ở mức thấp đã thúc đẩy các nhà đầu tư đổ xô vào những tài sản rủi ro. Tại Australia, Ngân hàng Dự trữ Australia đã công bố biên bản cuộc họp vào tháng 2 sớm hơn trong ngày.
Trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cũng dự kiến công bố biên bản cuộc họp tháng 1 của Ủy ban Thị trường mở liên bang vào thứ Tư ngày 17 tháng 2. Bên kia đại dương, Liên minh châu Âu EU có khả năng sẽ quyết định thời điểm và cách thức chính phủ các nước bắt đầu thu hồi hỗ trợ cho nền kinh tế từ tháng 3 đến tháng 5. Với việc triển khai vaccine trong khu vực sẽ dẫn tới sự dỡ bỏ lệnh phong tỏa COVID-19 và nối lại hoạt động kinh tế, các cơ quan chức năng cho biết hôm 15 tháng 2. Các bộ trưởng tài chính của EU sẽ gặp nhau vào cuối ngày để thỏa thuận thảo luận về triển vọng và tình hình kinh tế hiện tại của khu vực. Với những tiến triển mới lạc quan hơn, giá vàng thế giới sẽ tiếp tục giảm trong phiên giao dịch vào ngày mai. Vàng có phải là kênh đầu tư hấp dẫn trong năm 2021 hay không? Chỉ tính trong riêng năm ngoái, giá vàng SJC đã tăng khoảng 30% và kim loại quý được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong năm nay với vai trò là kênh trú ẩn an toàn. Vào cuối ngày 15 tháng 2, giá vàng SJC được các doanh nghiệp giao dịch và mua vào ở mức 56,6 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 57,05 triệu đồng trên một lượng, giảm 150.000 đồng trên một lượng so với hôm trước. Giá vàng thế giới ở mức 1.822 USD trên một ounce, tương đương 50,7 triệu đồng trên một lượng. Vậy giá vàng năm nay 2021 sẽ ra sao? Có là kênh đầu tư hấp dẫn? Theo chuyên gia vàng bạc, giá vàng SJC neo ở mức cao vì kỳ vọng thị trường còn tiếp tục tăng. Những ngày qua, giá vàng SJC liên tục cao hơn giá thế giới từ 5 đến 7 triệu đồng trên một lượng. Nhiều ý kiến cho rằng giá vàng đang ở mức rất cao và cao bất thường khi neo quá cao so với giá vàng thế giới. Thực tế không chỉ giá vàng bán ra cao khoảng 57,05 triệu đồng trên một lượng và giá mua vào cũng cao, khi trên lệch giá mua và bán khoảng 500.000 đồng trên một lượng. Điều này cho thấy những người nắm giữ vàng kỳ vọng giá còn tiếp tục tăng nên không vội bán ra. Cả doanh nghiệp vàng cũng cho rằng giá sẽ tăng nên sẵn sàng mua vào ở mức cao. Do đó, xu hướng giá vàng trong năm nay tiếp tục sẽ đi lên. Trên thị trường thế giới, nhiều tổ chức tài chính quốc tế cũng dự báo rằng giá vàng năm 2021 sẽ tăng. Dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp ở các quốc gia khiến cho những gói kích thích kích cầu kinh tế sẽ được tung ra nhiều hơn. Bóng ma lạm phát ở các nước như Mỹ, châu Âu sẽ lại khiến giá vàng tăng vọt. Vàng có là kênh đầu tư hấp dẫn với thị trường trong nước. Với mức tăng khoảng 30% của vàng SJC thì không thể phủ nhận sức hấp dẫn của kênh này. Ngoài ra, vàng đã lập được đỉnh lịch sử vượt mốc 62 triệu đồng trên một lượng vào tháng 8 năm 2020 và giá vàng thế giới chạm mốc 2063 USD trên một ounce. Khả năng tái lập mức trên có thể xảy ra. Dù vậy, vàng là tài sản cất giữ, kênh trú ẩn an toàn nên thường mang ý nghĩa bền vững hơn, chứ không hẳn là kênh đầu tư lướt sóng trong ngắn hạn. Theo các chuyên gia, giá vàng có thể trở lại mốc 62 triệu đồng trên một lượng. Năm 2021, giá vàng có khả năng suy yếu vào đầu năm và rồi hồi phục tăng mạnh vào cuối năm. Xu hướng giá vàng đi cùng với diễn biến của đồng USD đang xảy ra. Khi đồng USD trên thị trường quốc tế phục hồi sẽ hỗ trợ giá vàng tăng. Một trong những yếu tố giúp vàng tiếp tục tăng giá cùng với các loại tiền điện tử khác như Bitcoin là không có ngân hàng trung ương quản lý, không thể in thêm nhiều như mong muốn. Giá vàng có thể tăng từ quý 2 năm 2021, tốc độ chậm hơn so với năm ngoái trước khi bắt đầu tăng tốc vào cuối năm. Một số tổ chức tài chính đã dự báo giá vàng khoảng 2.200 đến 2.500 USD trên một ounce, tương đương khoảng 61 đến 69 triệu đồng trên một lượng quy đổi theo tỷ giá niêm yết hiện tại. Và tôi cho rằng giá vàng có thể đạt được những mốc trên. Dù vậy, trong năm nay nếu dòng tiền chuyển sang kênh đầu tư khác, giá vàng có thể bị ảnh hưởng. Việc chính phủ các nước bơm tiền cứu trợ vào nền kinh tế thời gian qua là động lực lớn thúc đẩy cho thị trường chứng khoán, bất động sản, nhưng không hỗ trợ nhiều cho kênh vàng. Bởi dù tiền được bơm vào nền kinh tế, nhưng tùy khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư sẽ quyết định diễn biến của thị trường. Nếu nhà đầu tư chọn kênh an toàn, dòng tiền sẽ đổ vào vàng. Nhưng nếu mạo hiểm hơn, nhà đầu tư sẽ chọn các kênh có lợi nhuận cao hơn. Bằng chứng là Bitcoin lập đỉnh lịch sử vượt mốc 48.000 USD những ngày qua và chứng khoán cũng liên tục đi lên.
Đến đây, bản tin xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Chúc các bạn một năm mới tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.